Hái hoa cắm vào lọ, 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 hái hoa cắm vào lọ. Ôi giời ơi, trời đất nóng thế này không biết nữa. Chẳng lẽ cởi bố váy ra cho nó mát bây giờ. Đúng rồi, bà phu nhân trưởng thôn nói như vậy là đúng rồi. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc à hả? Ôi trời ơi anh Tây, người ta nói thế thôi chứ cởi ra bây giờ cũng mà ngượng chết ní. À hả? Phu nhân trưởng thôn mặc bộ đầm này đẹp quá, rất hợp với body của phu nhân trưởng thôn. À hả? Khiếp, đúng là Tây có khác này, dù thế nào cũng khen phụ nữ, không như mấy ông Việt Nam, ông nào cũng chỉ có chê vợ xấu, vợ già. Ngộ cũng khen bà trưởng thôn á, bà trưởng thôn hôm nay đẹp quá à. Phu nhân trưởng thôn ơi, ông ấy là ai vậy? À hả? Ông ấy là ai mà chen ngang vào chuyện của người khác vậy? À hả? Ông ấy là người Đài Loan đấy. Từ ngày ông ấy sang Việt Nam và gặp em đến giờ, ông ấy không muốn về Đài Loan nữa. Bà trưởng thôn cho Ngộ hỏi, ông này là ai á? Mà ông ấy ăn mặc như dở hơi à? Khổ lắm, ông ấy là người Đức, ông ấy sang Việt Nam là để ký kết làm ăn gì với lại ông trưởng thôn nhà em ấy. Em gặp ông ấy lần này mới là lần thứ hai đấy. À hả? Ông nói ai là ăn mặc dở hơi? Ông có bản lĩnh thì ông vào đây nói chuyện với tôi. À hả? Ngộ nói nỉ là ăn mặc như dở hơi á? Hai anh Tây Tàu vào cùng một lúc thế này thì em biết phải làm sao Phu nhân cứ đứng im đấy để tôi nói chuyện với ông này. À hả? Ngộ rất sẵn sàng để nghe, nỉ cứ nói thoải mái đi à. Ông nói ai là ăn mặc dở hơi? Tôi ăn mặc như này mà ông bảo dở hơi. À hả? Ngộ nói nỉ là ăn mặc như dở hơi á? Ăn mặc gì mà trên áo vest dưới quần short à? À hả? Ông đúng là đồ quê mùa. Đây là thời trang của hiện đại, trên đông dưới hè. À hả? Ngộ chỉ thấy như dở hơi á. Thôi mời nỉ về cho à. À hả? Tôi không về. Nhà này là nhà của ông đâu mà ông đuổi tôi. À hả? Không phải nhà của Ngộ á, nhưng mà bà đây là của Ngộ à. À hả? Là cái gì sao ông không nói? À hả? Ông thì lúc nào cũng á à, nghe ngứa cả cái lỗ tai. À hả? Nỉ nói nghe hay lắm á, lúc nào cũng à hả, à hả, nghe đã muốn đấm cho một phát vào mõm rồi à. Thôi hai anh Tây Tàu có thôi ngay đi không, thân hình này mà em xẻ ra làm đôi ấy, thì em xẻ cho mỗi anh một nửa ấy. Thôi hai anh về đi, ông nhà em sắp về rồi đấy. À hả? Bye bye phu nhân. À hả? Vậy thì Ngộ xin cáo từ á.